Chào các bạn, hôm nay mình mang một cái video, mang một cái tựa đề là hay nhất, nhưng mà thực ra thì mình thấy là cái mạch này nó cũng chưa phải là hay, nhưng mà mình vẫn làm cái tiêu đề như vậy cho nó máu. Mình cũng rất là mong muốn làm những cái video hay, tiêu đề nó hơi máu chứ không phải là mình có cái ý gì khác, tức là một cái video nó có thể điều khiển được từ xa. Nhưng mà cái hay của nó ở đây là cái điều khiển ngay chính cái mạch của mình chế tạo ra, chứ không phải là điều khiển một cái gì khác của âm ly khác chẳng hạn, mà nó điều khiển ngay chính cái mạch mình chế tạo ra. Tất nhiên là mình sẽ vớ được cái mạch nào thì mình sẽ lắp luôn cái mạch đấy. Bây giờ thì lắp cái mạch D882 hai con mình thấy nó cũng rất là hay, nhưng mà mình lắp luôn cái hai con 13003 này. Các bạn sẽ mua một cái Bluetooth khoảng 70.000 không bao nhiêu, nhưng mà lưu ý một điều là các bạn phải mua cái loại Bluetooth có giắc cảm tròn 3,5 ly, và các bạn phải kiếm được một cái cổng USB. Và trên cái cổng USB đó thì nó sẽ có, mình sẽ chỉ hẳn cái sơ đồ chân cho các bạn, bên trái và bên phải. Bên trái là dương, bên phải là âm nếu như đặt úp xuống. Và các bạn chỉ cần đấu vào cổng USB để lấy nguồn điện âm dương thôi. Còn cái jack 3,5 ly thì các bạn cứ cắm ở đằng sau, cứ cắm ở đằng sau của nó thôi. Tức là tín hiệu vào sẽ từ cái jack 3,5 ly. Vì thế các bạn sẽ câu vào ngay đầu vào của chiếc áp luôn. Tức là mình vẫn để chiếc áp. Mình sẽ vẫn để chiếc áp. Và mình sẽ câu vào ngay đầu vào chiếc áp luôn. Thì cái mạch này hôm trước mình có làm rồi, tương lai thì tiến tới sẽ làm nhiều cái mạch hay hơn nữa. Dương nguồn thì mình sẽ đấu ra dương nguồn của cổng USB, và âm nguồn thì mình sẽ đấu ra âm nguồn của cổng USB. Và một pha mình sẽ câu vào mắt. Pha thì mình sẽ câu vào đầu ngoài của chiếc áp. Chân giữa của chiếc áp mình sẽ câu vào đầu con tụ 10 microfarad. Và lưu ý ở đây, nếu như các bạn lắp Bluetooth thì các bạn thay con biến trở 50k vào đấy. Nó sẽ hay hơn con 100k. Và như vậy khi các bạn lắp vào, các bạn sẽ có một cái điều khiển để nghe nhạc từ xa với cái bộ loa hoàn toàn tự chế mini, nghe cả ngày luôn. Mặc dù nó không được to, nhưng nếu như nghe vừa, ở mức độ vừa phải thì nghe cả ngày luôn.
không vấn đề gì hết, và mình vẫn đang nghe, và đang nghe khoảng độ nửa ngày rồi. Các bạn nên thay vào đấy con biến trở 50k, nó sẽ hay hơn con biến trở 100k sau khi mình kiểm nghiệm. Và các cái dây điện đấy thì khi các bạn nhét vào, tùy các bạn thôi, bạn có thể để cái Bluetooth, cái USB Bluetooth đấy ở ngoài hoặc là ở trong trong loa cũng được, nhưng mà nếu mà để trong loa thì cố gắng đừng có để cho nó chạm trần, tức là các cái mối dây thì các bạn phải lấy bằng kính bọc thật kỹ chắc chắn, chứ nếu mà để chạm chặt nó chặt cái rồi nó hỏng cái nọ hỏng cái kia thì, vừa không chạy lại vừa mất tiền. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.